ta cha hảo. Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 25, tương với phần tiếp theo của bài 8 quyển 1. Trước tiên hãy nghe và nhắc lại từ còn. Khái Khái Còn lấy, còn cần Khái dạo Khái Còn lấy cái gì nữa? 还要什么？还要什么？còn lấy cái gì nữa không？还要什么吗？还要什么吗？còn lấy ba bát canh nữa？还要三碗汤？ 还要三碗汤。